Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Phạm Mạnh Hiếu, nhân viên kỹ thuật của tòa nhà. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về cách vận hành hệ thống của tòa nhà Vitaen 3 Next An Đồn. Trước tiên vận hành hệ thống quạt hút thông gió, ta phải kiểm tra quạt. Sau đấy kiểm tra các quạt, các xem cánh quạt có bị vật gì cản trở hay không, khung quạt có bị lỏng ốc vít chỗ nào hay không. Sau khi kiểm tra quạt xong, ta tiếp tục đẩy tủ điều khiển của quạt để vận hành. Đây là tủ điều khiển quạt thông gió vận hành. Ta kiểm tra các nguồn điện có vào tủ điện hay không. Tiếp tục ta mở tủ điện ra, kiểm tra áp tâm áp tổng có đóng nguồn hay không. Sau đó ta tiếp tục kiểm tra các CP cấp cho các quạt có đóng hay không. Sau khi kiểm tra xong, ta đóng tủ điện lại. Sau đó ta bật khởi động các quạt, làm được các quạt. Sau khi ta kiểm tra bật tất cả các quạt khởi động, ta tiếp tục ra quạt. Ta lần lượt ốp tất cả các quạt, ta ốp lần lượt từng cái. Sau đây tôi đã giới thiệu xong về cách vận hành hệ thống quạt thông gió tầng hầm ở nhà Vitaen Next 3 An Đồn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn.